Rồi bữa nay mình sửa flyer file. Reading test 2. Rồi ok, tiếp tục mình qua test 2, reading and writing part 1, 10 questions. Look and read, choose the correct words and write them on the lines. Day 1 example. Nhìn và đọc và bạn chọn cái từ đúng, viết nó ở trên cái đường thẳng ở dưới này. Có một cái ví dụ, thì đầu tiên mình làm gì các bạn? Mình phải đọc hết tất cả những cái từ này nè, trong đầu mình, để mình hình dung là nó có cái vốn từ gì tí xíu nữa. Khi bạn đọc, bạn gợi nhớ lại nó rất là nhanh. Và khi mình chọn thì các bạn nhớ đánh dấu để mình tránh phải đọc lại mất thời gian, hoặc là đừng có chọn hai lần ha. Rồi bắt đầu luôn luôn là ở bên góc trên bên trái theo chiều kim đồng hồ ha. Gold là vàng, gold. Newspapers, tờ báo. Newspapers, báo. A train, xe lửa. A train. Glass, kính. Glass, thủy tinh. Tiếp tục. Wool, len. Wool, len. Paper, giấy. Paper. A lorry, xe tải. A lorry, xe tải. An ambulance, xe cứu thương. An ambulance, xe cứu thương, xe cấp cứu. A bicycle, xe đạp. A bicycle. A stamp, con tem. A stamp, con tem. Wood, gỗ. Wood. A ruler, cây thước. A ruler, cây thước. Postcards, bưu thiếp. Postcards, bưu thiếp. Soap là xà phòng. Soap, cục xà phòng rửa tay. Scissor, cây kéo. Scissor. Rồi ok, ví dụ người ta làm sẵn ha. Did come from sheep and people. Make warm clothes and blankets with it. Cái này thì nó đến từ những cái con cừu, và người ta làm những cái quần áo hoặc là những cái chăn ấm với nó. Ok, warm này nó bổ nghĩa cho clothes, cũng có thể bổ nghĩa cho blanket ở đây luôn ha các bạn. Rồi như vậy người ta chọn sẵn là wool. Lại ha. This come from sheep and people make warm clothes and blankets with it. Ok, number one. If you want to post a letter, you usually have to put this on the envelope. Nếu mà bạn muốn gửi cái lá thư thì bạn thường phải đặt cái này ở bên trên cái bì thư. Các bạn gửi thư thì các bạn ra bưu điện các bạn mua gì? Mua con tem ha. Rồi sau đó mình dán lên mình gửi đi, đó chính là cước phí bưu điện á. Ok, vậy ngay chỗ này mình điền là stamp. Ok. Rồi tiếp tục number 2. This come from trees and people make a lot of things with it. For example, tables, chairs and shelves. Cái này thì nó đến từ cây và người ta thì làm nhiều thứ với nó, ví dụ như là bàn, ghế hoặc là những cái kệ. Như vậy thì gỗ mới dùng để đóng bàn, đóng ghế ha, và nó đến từ những cái cây ở trong rừng. Ok, vậy mình điền vô number 2, wood. Ok. Number 3, this can take a lot of people from one place to another. You wait a station for it. Cái này thì nó sẽ dẫn hoặc là chở nhiều người từ một cái nơi này đến một nơi khác. Bạn phải đợi ở tại cái nhà ga hoặc là cái bến xe để cho nó. Thì ở đây nè, station thì nó có nghĩa là có thể là ga xe lửa, đồn cảnh sát police station, hoặc là bến xe bus station. Nhưng mà khi hồi nãy giờ nếu các bạn đọc trước rồi thì ở đây nó có một cái từ là train là hợp với cái này thôi. Như vậy mình sẽ dịch cái này là nhà ga ha. Rồi cái này thì dẫn hoặc là cái này thì dở nhiều người từ nơi này đến nơi khác. Bạn phải đợi ở tại nhà ga cho nó. Thì như vậy nó là a train, xe lửa. Rồi tiếp tục a train. Number 4, you use it to draw straight lines. It is made of plastic. Bạn dùng cái này để vẽ những cái đường thẳng. Nó thì làm từ nhựa. Vậy thì mình hồi nãy giờ mình đọc mình sẽ thấy ngay cái chữ ruler là phù hợp ha. Mình sử dụng ruler để vẽ những cái đường thẳng và nó làm từ nhựa. Ok, a ruler. Number 5, you try on this and you have to use your legs to make it go. Bạn chạy ở trên cái này. Chữ
ride, động từ ride này là chạy xe đạp, cưỡi ngựa, cưỡi thuyền ha. Còn drive là lái xe hơi, xe những cái gì mà bốn bánh trở lên ha các bạn. Rồi vậy thì cái này bạn chạy ở trên cái này, bạn cưỡi trên cái này, và bạn have to bằng must là phải dùng chân của bạn để làm cho nó đi. Như vậy nó là xe đạp ha, bicycle. Number 6, this yellow metal come from rocks in the ground and it is very expensive and very beautiful. Cái kim loại màu vàng đời này thì nó sẽ đến từ đá ở dưới đất, và nó thì rất là mắc tiền và rất là xinh đẹp. Như vậy nãy giờ mình thấy có một cái kim loại màu vàng đó là gold. Như vậy cái việc mà các bạn đọc trước từ rất là quan trọng ha. Number 7, this usually smell nice and people use it when they wash their hands. Cái này thì nó thường có cái mùi rất là thơm, người ta dùng nó để rửa tay. Nhưng mà nãy giờ mình sẽ dùng là soap để rửa tay ha, có mùi thơm. Number 8, if people eat you, this can take them quickly through the traffic to the hospital. Nếu mà một ai đó bị bệnh thì cái này sẽ mang người ta một cách nhanh chóng qua nhiều cái xe cộ để đến bệnh viện. Traffic là giao thông, ở trên đường mình có thể dịch là xe cộ nữa. Rồi như vậy thì nếu mà một ai đó bị bệnh á, thì cái này nè sẽ mang họ một cách nhanh chóng đến, thông qua mấy xuyên qua mấy cái băng qua mấy cái xe cộ trên đường á, để đến bệnh viện. Bị bệnh thì mình sẽ đi nhanh nhất đến bệnh viện bằng ambulance. Ok. Rồi các bạn, number 9, people usually ride on these and send them to their friends and family when they are on holiday. Người ta thường sử dụng những cái này để gửi cho gia đình và bạn bè của họ khi mà họ đi nghỉ. Ở đây số nhiều ha, mình thấy ở đây nó là chữ these là số nhiều. Thì chắc chắn phía sau này nè, sau khi điền từ xong các bạn kiểm tra số nhiều số ít. Một, số ít là phải có mạo từ a hoặc là an. Ơ đứng trước phụ âm, anh đứng trước nguyên âm, có năm nguyên âm là anh em ông ùi ha. Rồi còn lại nhớ là phát âm theo âm. Ví dụ chữ university thì nó lại là university. Rồi tiếp theo thì mình coi cái số ít thì có mạo từ ơ hoặc là anh, còn số nhiều thì phải có s như cái chữ này. Người ta dùng những cái này để gửi cho gia đình và bạn bè của họ khi mà họ đi nghỉ. Vậy thì mình gửi postcard, nhưng mà do nó là đi cho nên mình sẽ làm gì, thêm s chưa, kiểm tra cái chữ s nè các bạn. Đây là chữ postcard các bạn thấy ha. Nếu không á, cái mình viết xong hết rồi cái mình quên cái nhỏ nhỏ này nè, mất điểm ổn lắm ha các bạn. Rồi number 10, windows are made of this because you can see through it but it's easy to break. Cái cửa sổ thì nó làm bằng cái này bởi vì bạn có thể nhìn xuyên qua nó, nhưng mà nó cũng rất là dễ bị vỡ, dễ bị bể. Vậy là mình làm cửa sổ mà mình xuyên qua được thì mình dùng bằng kính ha, thủy tinh. Ok, rồi thầy đọc lại lần nữa cho các bạn dò theo ha. This comes from sheep and people make warm clothes and blankets with this. If you want to post a letter, you usually have to put this on the envelope. This comes from trees and people make a lot of things with this. For example, table, chairs and shelves. Number 3, this can take a lot of people from one place to another. You wait attention for this. Number 4, you use it to draw straight lines. It is made of plastic. Number 5, you ride on this and you have to use your legs to make it go. Number 6, the yellow metal comes from rocks in the ground and it's very expensive and very beautiful. Number 7, it usually smells nice and people use it when they wash their hands. Number 8, if someone is ill, it can take them quickly through the traffic to the hospital. Number 9, people usually ride on these and send them to their friends and family when they are on holiday. Number 10, windows are made of this because you can see through it, but it's easy to break. Ok, rồi mình xong part 1 ha. Rồi kia mình qua part 2, 7 questions. Look and read, write yes or no.
Ở đây mình không write yes or no mà mình chỉ đọc dịch và chép lại thôi, bởi format này nó thay đổi, nó đã sửa rồi các bạn ha. Ok, câu ví dụ 1. The children who are sitting on the wall are eating a watermelon. Ở trong hình này nè thì nó sẽ có nhiều bạn trẻ lắm. Nhưng mà những cái bạn trẻ mà đang ngồi ở trên cái bức tường á thì mới ăn dưa hấu ha. Ok, vậy mình nhìn vô đây nè. Who are sitting on the wall? Thế cho mấy cái bạn trẻ này. Mình sẽ nhìn vô hình, mình thấy mấy bạn trẻ nè, ngồi trên bức tường đang ăn dưa hấu. Ok, mình hiểu cái câu đó vậy thôi. Còn đáp án người ta đã làm rồi là yes. Ok, it's a cold and cloudy day and everything is wet. Một cái ngày, nó là một cái ngày mà mây và lạnh và mọi thứ thì rất là ẩm ướt. Trong khi mình nhìn vô đây nè, mình sẽ thấy đây là một cái ngày mà có ánh nắng mặt trời, cho nên là chắc chắn là câu này nó là no rồi ha. Ok, rồi. Mình qua mình đọc và mình dịch, chép lại, chép, bạn chép lại câu y chang dưới đây nè, câu tiếng Anh để phục vụ cho phần writing. Number one, the women who are dancing are wearing white gloves and tie with stripe. Những cái người phụ nữ mà đang nhảy á, thì đang mang cái bao tay màu trắng và cái vớ liền quần, tức là quần bó đó mà có sọc. Ok, vậy mình nhìn vô hình ha. Mà cái who are dancing này là có nhiều người phụ nữ, nhưng mà những cái người đang nhảy bạn thấy không? Nè, đây là cái time nè. Ok, đây là cái vớ liền quần của mình là ở đây. Rồi, còn cái bao tay màu trắng thì đây nè. Rồi, như vậy mình hiểu vậy thôi. Chứ còn các bạn khỏi phải điền yes no này. Các bạn viết lại nguyên câu này giùm thầy. Y chang như thế này. Yeah, người ta ở trên người ta viết sao thì dưới mình viết y chang như vậy ha. Ok, để anh chi vậy? Bạn chép lại riết thì bạn sẽ quen. Vừa học từ vựng luôn, thay vì mình ngồi mình học từ vựng mình không học. Ok, the women who are dancing are wearing white gloves and tie with stripe. Ok, tương tự như vậy cho các câu ở dưới ha. Rồi, number 2, the man with a brown hat had just put a heavy rucksack on his back. Cái người đàn ông mà đội cái nón màu nâu á, thì vừa mới đặt cái ba lô của ổng ở trên lưng, tức là vừa he chest ở đây là thì hiện tại hoàn thành ha, có chữ chest là vừa mới mang cái ba lô ở trên lưng. Number 3, two old men with beard are standing near the people who are dancing. Hai cái ông già mà có râu cằm. Ở trong đây có nhiều ông già lắm, nhưng mà hai cái ông mà with beard có râu cằm thì đang đứng gần những cái người đang nhảy. Number 4, the man who is playing the drum is taller than the man who is playing the guitar. Cái người đàn ông mà chơi trống thì cao hơn cái người đàn ông mà đang chơi guitar. The man who is playing the drum is taller than the man who is playing the guitar. Rồi, ok, tương tự như vậy. Bạn nhớ ha, cái mà thầy gạch màu xanh này là mệnh đề, nó giải thích cho cái phía trước này. There are some plants and flowers in boxes under the window of the houses. Có một vài cái cây xanh và hoa ở trong những cái hộp ở bên dưới cửa sổ của căn nhà. Number 6, the policeman has lost his hat and he looking for it. Cái người cảnh sát thì là mất cái nón và ông ấy đang tìm nó. Number 7, the three lights of flags are on the same color. Ba cái dây mà treo cờ thì, tức là ba cái dây cờ thì tất cả đều có cùng một cái màu. Rồi, ok, thầy đọc lại cho các bạn ha. Các bạn nhớ chép lại giùm thầy. The children who are sitting on the wall are eating a watermelon. It is a cold and cloudy day and everything is wet. Number one, the women who are dancing are wearing white gloves and tie with stripes. Number two, the man with a brown hat had just put a heavy rucksack on his back. Number three, two old men with beard are standing near the people who are dancing. Number four, the man who is playing the drum is taller than the man who is playing the guitar. Number five, there are some plants and flowers in boxes under the window of the houses. Ok, ngay chỗ này, một căn nhà, a house, nhiều căn nhà, mình sẽ đọc là house gì, không phải house gì ha. Number 6, the policeman
He lost his hat and he looking for it. Nói em qua. For it. Ok. Không phải for it. Bạn đọc nhanh bạn sẽ for it. Ok. Phụ âm đầu nói nguyên âm kế. The three lights are flat. Are all the same color. The three lights are flat. Are all the same color. Rồi mình xong part 2 ha. Ok. Mình qua part 3. Five questions. Alex is talking to her mom about going out. Alex thì nói chuyện với mẹ về cái việc đi ra ngoài. Read the conversation until the best answer. Write a letter A to H for each answer. Đọc cái đoạn hội thoại và bạn chọn cái câu trả lời thích hợp nhất. Viết cái ký tự từ A cho đến H cho mỗi cái câu trả lời. Ok, đó là hướng dẫn làm bài. You do not need to use on the letter. Day one example. Bạn không có cần thiết phải xài hết mấy cái ký tự này. Và có một cái ví dụ. Thì nếu mình để ý kỹ, mình sẽ thấy ở bên đây nó có cái ví dụ người ta xài một cái ha. Và mình sẽ còn lại 5 câu. Như vậy tổng cộng mình sẽ xài 6 cái mẫu hội thoại. Thì trong khi bên chỗ này mình sẽ có từ A cho đến H, nó là 8 nè các bạn ha. Đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy chắc chắn bạn sẽ dư ra 2 cái. Mục đích là người ta làm cho mình confused, tức là rối. Chứ còn nếu không vừa dặn hết thì các bạn dễ chọn quá. Rồi ok, mình đọc cái ví dụ ha. Mẹ mới nói với lại Alex. There are new swimming pool in the city. Would you like to go? Có một cái hồ bơi mới ở trong thành phố. Con có muốn đi không? Thì người ta đã trả lời sẵn là C. Ok, vậy mình sẽ thay vì mình làm giống như người ta, mình viết chữ C, thì thầy sẽ gõ lại nguyên qua về để chút xíu mình đọc lại đó. Bước cuối cùng là các bạn sau khi điền xong thì các bạn đọc lại một lần để kiểm tra xem là toàn bộ cái đoạn hội thoại này nó có nghĩa hay chưa. Ok, rồi cái cách làm của mình thì các bạn sẽ đọc trước và sau khoảng trống ha. Sẽ có những tình huống là nếu mà khoảng trống là câu hỏi thì sau khoảng trống nó sẽ là câu trả lời. Còn nếu mà trước khoảng trống, cái khoảng trống này sau khoảng trống là câu trả lời, thì khoảng trống nó phải là câu hỏi, sao cho nó hợp thôi. Để các bạn cứ coi trước và sau, trước và sau. Rồi sau đó bước cuối cùng mình điền, mình đọc lại cái là xong ha. Rồi number one. When can we go this morning? Khi nào thì chúng ta đi? Sáng nay hả? Như vậy ở đây nó liên quan tới giữa bạn thời gian ha. Alex mới hỏi mẹ là khi nào? Sáng nay phải không? Mình qua bên đây mình sẽ kiếm tất cái ví dụ bên đây người ta xài rồi ha. Mình đánh dấu vô một cái. Rồi vì bạn rà từ trên xuống dưới, bạn thấy có cái nào liên quan? No, not until after lunch. Là chỉ có một cái chữ E này thôi. Là nó hợp đúng không? Không, sao giờ ăn trưa mới được con ơi. Như vậy mình lấy chữ E mình để qua bên đây ha. Ok, rồi number 2. Where is the swimming pool? Cái hồ bơi mới, cái hồ bơi này ở đâu vậy? Vậy từ khóa của mình là where. Ở đâu ha? Thì mình kiếm một cái gì mà nó dính tới địa điểm thì mình mới điền vô. Và những cái câu mà đọc đánh dấu rồi nè, các bạn thấy mình khỏi đọc lại, nó mất thời gian của mình. Như vậy nè, it's over the bridge near the station là đúng. Nó ở bên kia cái cầu, qua cái cầu gần cái nhà ga. Mình lấy câu H mình điền cho vị trí số 2 đúng không? Ok, là liên quan đến vị trí. Tiếp tục, how are we going to get there, mẫm? Chúng ta sẽ đến nó bằng cách nào? Từ khóa của mình là how và get there. Thì mình đọc hồi nãy bên kia nó chỉ có là by bus I think that quickest. Đi bằng gì? Đi bằng xe bus con ơi, ngay chỗ này. Và đó nó là cái cách mà nhanh nhất. Rồi tiếp tục, what shall we take with me? Vậy con có thể thêm theo cái gì với con? Ok, vậy ngay chỗ này là what shall I take with me. Mình lựa coi mấy cái đồ vật gì. Thí dụ như câu B, yes I can her now là không được. Because là chữ nào hỏi why mới because. Đây, just put on your swimming thing in your sport bag là đúng. Con chỉ cần mấy cái gì thôi, mấy cái đồ bơi thôi, đặt hết mấy cái đồ bơi của con này vô trong cái giỏ thể thao là ok. Vậy cái từ khóa của mình, cái câu trả lời mình là swimming thing ngay chỗ này. Còn cái câu mà nói này họ làm cho mình dẫn dắt để mình hơi rối một tí. Nhưng mà bạn nào mà hiểu được tường tận giống như nãy giờ thì làm là rất là dễ đúng không? Rồi, vậy ngay chỗ này mình sẽ điền là F. Rồi, câu số 5. Can I bring my friend Jane? She loves swimming too. Con có thể dẫn theo bạn của con là Jane không? Cô ấy cũng thích bơi. Vậy từ khóa của mình là câu đề nghị ở đây. Vậy thì qua bên kia chắc chắn là yes hoặc là no rồi. Vậy mình kiếm cái nào? Come on, let's do that now.
Không được, let là chúng ta hãy làm điều đó, thì điều đó đây nó không có thế cho cái gì ở phía trước hết, cho nên không không hiểu. Rồi, because we walk on the day không phải là câu hỏi why, cho nên chữ because đây không đúng. Yes, call her now, vậy cái này là đúng. Rồi, con gọi cho cô ấy đi. Vậy còn lại ba cái rõ ràng cái phương pháp đánh dấu mình rất là lợi hại, các bạn thấy không? Rồi. Để đọc lại lần nữa cho các bạn ha, để mình kiểm tra cái bước cuối cùng là có tạo thành nguyên cái đoạn hội thoại có nghĩa hay không. Ok, mom nói là there's new swimming pool in the city, would you like to go? Yes, would. Yes, I would. That's a great idea. When can we go? This morning? No, not until after lunch. Where is the swimming pool? It's over the bridge near the station. How are we going to get there, mom? By bus, I think. That's quickest. What shall I take with me? Just put on your swimming thing in your sport bag. Can I bring my friend Jane? She loves swimming too. Yeah, call her now. Rồi, mình xong part 3 ha. Rồi, ok, tiếp tục mình qua part 4, 6 questions. Read the story to a word from the box. Try the correct word next to the number 1 to 5. And that one example. Mình sẽ đọc câu chuyện, chọn cái từ ở bên cái ô, viết chúng kế bên số 1 tới 5 và có một ví dụ. Nhìn thấy hình một người đàn ông đang chuẩn bị nấu ăn ha. Ok, câu chuyện về Mr. Brown. Ok, last Saturday afternoon, Mr. Brown said to his children, Betty and William, I'm going to cook the dinner today. There's a lot of food in the fridge, so we don't need to go to the Don't eat anything before dinner. Vào trưa ngày thứ bảy tuần rồi thì ông Brown nói với con của ông là Betty và William, ba sẽ nấu ăn buổi tối ngày hôm nay. Có rất là nhiều đồ ăn trong tủ lạnh, vì vậy chúng ta sẽ không cần phải đi đến đâu đó. Và nhớ là đừng có ăn bất kỳ cái gì trước buổi ăn tối. Như vậy trước khi làm thì dặn đi dặn lại là các bạn vẫn phải đọc tất cả những cái từ ở trong ô này, và cái từ nào mà người ta đã xài rồi, ví dụ như trong ví dụ hồi nãy người ta đã xài chữ cook, thì các bạn lấy cây viết bạn đánh dấu vô, để chút xíu mình đừng có phải trùng lại ha. Đến giờ vẫn có bạn làm trùng lại một từ hai lần. Rồi, cook là nấu ăn, ready sẵn sàng, hai cao store cửa hàng, ticket vé, hungry đói bụng, grow là giữa bạn mọc hoặc là quá khứ của grow trồng, cut là cắt, bow là cái tô, và span là trải qua. Rồi, ok, vậy mình qua bên đây. Hồi nãy mình đọc tới đây là gì? Có rất là nhiều đồ ăn trong tủ lạnh, cho nên chúng ta sẽ không cần phải đi đến. Nếu các bạn không đọc trước, các bạn cũng có thể đoán vị trí này là đi đâu. Các bạn đi chợ hoặc đi siêu thị. Nhưng do mình vừa mới đọc rồi thì ở bên đây nó có một cái chữ là cửa hàng này, thấy không? Phù hợp. Cho nên mình điền chữ store vô vị trí số 1 ha. Chúng ta sẽ không cần phải đi đến cửa hàng. Ok. Và nhớ là đừng có ăn bất kỳ cái gì trước buổi ăn tối. Mr. Brown make a cake first. Ông Brown làm bánh đầu tiên. He broke some chocolate into pieces and put it in a on the table. Ông ấy làm bể mấy cái miếng mà sô-cô-la thành những mảnh nhỏ và đặt nó vào trong một cái gì ở trên bàn. Thì do mình vừa mới đọc rồi nãy thì chữ vị trí số 2 mình đặt mấy cái mảnh sô-cô-la này vào trong một cái tô hả các bạn, hoặc cái chén ở trên bàn. The chocolate looked nice. Sô-cô-la trông rất là ngon. He put one piece in his mouth, then another, and then some more. Ông ấy để một miếng vào trong miệng, rồi một miếng khác, và rồi lại hơn nữa, nhiều miếng nữa. Then he make a pizza. Nhớ nha, chữ này là pizza, không phải pizza. Rồi, và rồi ông ấy làm bánh pizza. He found some cheese on top. Ông ấy tìm thấy một ít phô mai để lên trên bề mặt. He cheese into pieces with a knife. Ở đây mình có ông ấy là chủ ngữ. Ở đây mình có cheese là phô mai thành những mảnh nhỏ với con dao. Như vậy thì ông ấy làm gì? Cut ha. Và các bạn ở đây nè, có một số bạn sẽ hỏi thầy ơi, sao chủ ngữ số ít mà động từ không có thêm s? Thì cái này người ta đang chia quá khứ nha các bạn, để ý ngay đây mạch chuyện mình là quá khứ nè. He found, quá khứ của file. Ở đây động từ cut. Như vậy, he cut này là ông ấy đã cắt phô mai thành những mảnh nhỏ với con dao. He ate a piece, then he ate some more. Ông ấy ăn một miếng và rồi thêm nhiều miếng nữa.
Then he made soup. Và rồi ông ấy làm soup. He tried with a spoon. Ông ấy thử nó với cái muỗng. Then he tries again. Và ông ấy thử lại nó. The dinner were chấm chấm chấm. Buổi tối đã ăn sao? But Mr. Brown couldn't eat it. Nhưng mà ông Brown thì không thể ăn nó. Sau khi làm xong tất cả thì buổi tối sao các bạn? Chỉ có một cái từ là đã sẵn sàng ha, là nó phù hợp rồi. Vì mình đánh buổi tối sẵn sàng. Hồi nãy cái từ này mình đã xài rồi nè. Ok, rồi vậy thì còn lại chữ buổi tối hai là không đúng, buổi tối thiết kịch không đúng, buổi tối hungry không đúng. Vậy chỉ có chữ ready vô vị trí này hợp nghĩa thôi. Rồi vậy mình sẽ điền vô là the dinner was ready, but Mr. Brown couldn't eat it. Are you ill? Asked Betty. Betty hỏi, bộ bố bệnh hả? No, I'm fine, said Mr. Brown. Không, ba ổn mà. But I'm not chấm 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 because I ate too much in the kitchen. Nhưng mà ba không có cái gì bởi vì ba đã ăn nhiều ở trong nhà bếp. Ăn nhiều cho nên không có bị gì các bạn. Đói bụng ha? Hungry. Thử làm xong rồi thử hết này tới kia. Sau khi đọc xong thì các bạn nhớ chọn nội dung câu chuyện. Ở đây câu chuyện của mình là về cái gì đây? Mr. Brown buy too much food. Đồ ăn ở trong tủ lạnh không có mua. Mình đã bị sai chỗ này. Mr. Brown eat too much. Đúng rồi, ông Brown đã ăn quá nhiều. Còn cái số 3 là Mr. Brown he ill. Thì cái ill này không có, ổng khỏe nè. Ở trên đây ổng nói I'm not, I'm fine ha. Rồi ok, thầy đọc lại lần nữa cho các bạn ha. Các bạn dò theo. Last Saturday afternoon, Mr. Brown said to his children, Betty and William, I'm going to cook the dinner today. There is lots of food in the fridge, so we don't need to go to the store. Don't eat anything before dinner. Mr. Brown made a cake first. He broke some chocolate into pieces and put it in a bowl on the table. The chocolate looked nice. He put one piece in his mouth, and then another, and then some more. Then he made a pizza. He found some cheese for the top. He cut the cheese into pieces with a knife. He ate a piece, then he ate some more. Then he made soup. He tried with a spoon, then he tried it again. The dinner was ready, but Mr. Brown couldn't eat it. Are you ill? Asked Betty. No, I'm fine, said Mr. Brown. But I'm not hungry because I ate too much in the kitchen. That's the end of the story. Ok, rồi mình xong part 4 ha. Rồi ok, mình qua part 5, 7 question. Look at the picture and read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2, 3 or 4 words. The story about David busy morning. Nhìn vào bức hình và đọc câu chuyện ha. Rồi mình viết một vài từ để hoàn tất mấy câu về câu chuyện. Bạn có thể sử dụng 1, 2, 3 hoặc 4 từ ha. Tối đa là 4 từ thôi. Câu chuyện về một cái buổi sáng bận rộn của David. Rồi mình nhìn thấy ở đây là hình của một cái người phụ nữ lớn tuổi hơn cầm bóp nói chuyện với một chàng trai ha, có thể là mẹ con. Rồi các bạn đọc bài ha. It was Saturday morning and David's mother has lots of work to do. Đó là một buổi sáng thứ bảy và mẹ của David thì có rất nhiều việc để làm. David's baby sister Kathy were only 2 and a half and David's father, who were a fireman, always works at the fire station until midnight. Em gái của David là Kathy thì chỉ mới có 2 tuổi rưỡi. Còn ba của David là một cái người lính cứu hỏa thì luôn làm việc ở cái đồn cứu hỏa hoặc là cái của mình Việt Nam mình nó sẽ là cái cảnh sát phòng cháy chữa cháy hết các bạn. Thì ở đây nó là trạm cứu hỏa cho đến nửa đêm. David was 14. He liked reading books about animals, reading magazines about computer, and watching football on the television. David thì chỉ mới 14 tuổi. Anh ấy thích đọc sách về mấy cái con vật ha, đọc tạp chí về máy tính và xem đá banh ở trên TV. At 11 o'clock, he was lying on the sofa in the living room when his mother came in. Khoảng 11 giờ thì David mới nằm ở trên ghế sofa ở trong phòng khách. Sofa là ghế salon của mình ha. Khi mà mẹ của anh ấy đi vào. I want to get some medicine from the chemist and some fruit and vegetable from the supermarket. Mẹ muốn mua một ít thuốc từ cái hiệu thuốc, một ít trái cây và rau củ từ siêu thị. Kathy's sleeping, so I can't take her with me.
You can stay here with her or go to the shop work for me. Kathy thì đang ngủ và mẹ thì lại không thể dẫn cô ấy đi với mẹ, tức là ẵm em đi chung được. Cho nên con có thể ở đây với em hoặc là đi cửa hàng giùm cho mẹ đi mua sắm ha. Which job do you want to do? Vậy con lựa cái công việc nào? It was a hot day and David didn't want to go out. Nó là một ngày rất là nóng nực và David thì không muốn đi ra ngoài. I'll stay with Kathy, David said. That will be easier. Con sẽ ở lại với em, Kathy, anh ấy nói. Mà nó sẽ là một cái công việc mà dễ hơn. David's mother left, but Kathy only slept for 5 more minutes and then she woke up. David, play with me, she shouted. David's mother rời đi thì nhưng mà Kathy chỉ ngủ thêm có 5 phút nữa thôi. Và rồi cô ấy thức dậy. Cô ấy hét lên, David, chơi với Kathy. David gave her some toy, then treat her a story. David đưa cho cô ấy một ít đồ chơi và rồi đọc cho cô ấy câu chuyện. Then he found some paints for her and she painted a picture. Và rồi anh ấy tìm thấy một ít sơn, một ít cái sơn cho cái màu á, cho cô ấy. Và cô ấy, tức là Kathy, bắt đầu tô màu bức tranh. After that, he had to study Kathy's room. Sau đó thì David, hay nè, thế cho David phải dọn dẹp phòng của Kathy. When his mother came home, he said, I've been busy, I've been very busy, and I'm very tired now. I took the wrong job, mom. Khi mẹ về á, thì David mới nói, con rất là bận biệu, con rất là mệt mỏi bây giờ, con đã chọn sai việc rồi mẹ ơi. Ha, đó là nội dung của câu chuyện. Rồi ok, xong mình qua mình đọc và trả lời câu hỏi ha. Nó có hai cái ví dụ người ta đã làm sẵn là David mother had to do lots of work. Mẹ của David thì phải làm rất là nhiều việc. David baby sister were 2.5 years old. Tức là em gái của David thì mới có 2 tuổi rưỡi. Rồi câu hỏi số 1. David dad wasn't at home because he didn't finish work until. Ba của David, từ khóa của mình ở đây là ba ha. Ba của David thì không có ở nhà bởi vì sao? Anh ấy không có hoàn tất cái công việc mãi cho đến thời gian nào. Thì mình sẽ đọc ở trên cái đoạn 1 hồi nãy, mình sẽ thấy ba của David là một người lính cứu hỏa ha. Và ông ấy luôn về nhà trễ cho đến nửa đêm ha. Vậy đây sẽ là câu số 1 của mình. Midnight ở đây nó có nghĩa là khoảng 12 giờ khuya các bạn. Cho nên ngay chỗ câu số 1 mình điền là David dad wasn't at home because he didn't finish work until midnight. Rồi, tiếp tục câu số 2, David like reading about ...on computer. Câu này rất là hay. David thì thích đọc về cái gì đó và máy tính. Mình thấy ở đây ha, trong bài của mình nó có David đọc hai thứ nè. Thích đọc sách về động vật và đọc báo về máy tính. Như vậy người ta cho sẵn là David thích đọc về máy tính rồi. Thì mình chỉ cần điền ngay chỗ này là động vật và máy tính thôi ha. David like reading about animals on computer. Number 3, David were in when his mom came to talk to him. David đang ở đâu? Ở đây từ khóa của mình là in ha, David in. Ở trong cái phòng gì đó ha, một cái địa điểm khi mà mẹ đi đến để nói chuyện với anh ấy. Thì hồi nãy mình đọc là lúc 11 giờ nè, mẹ mới đi vào phòng để nói chuyện với David trong khi anh ấy đang nằm ở trên sofa ở in the living room. Vậy mình sẽ điền câu số 3 là in the living room. Ok. Tiếp tục câu số 4, David mom needed to go to the supermarket to get some. Câu này rất là hay. Mẹ của David cần phải đi siêu thị để mua một ít gì. Thì nhiều bạn đọc bên đây nè, cái bạn sẽ thấy được cái thông tin là mẹ muốn đi mua thuốc từ hiệu thuốc, một ít trái cây và rau củ từ siêu thị. Thế bạn lấy thuốc nè, rồi rau củ nè, rồi trái cây bạn điền hết vô. Nhưng mà không phải. Thuốc thì mua ở đâu? Ở tiệm thuốc. Còn người ta hỏi mình mua ở siêu thị thì mình mua cái gì? Vậy mình thì chỉ điền là some fruit and vegetable thôi ha các bạn. Như vậy câu số 4 này, mẹ của David cần phải đi siêu thị để mua một ít trái cây và rau củ. Và câu này bạn để ý, lưu ý hai cái này. Fruit là danh từ không đếm được, cho nên some fruit nó không có thêm s. Còn vegetable thì nó luôn ở hình thức số nhiều ha. Nó ít có bao giờ, không bao giờ mình thấy giống như noodle cũng vậy.
không có, tại vì rau củ là nhiều loại mà, không có, mình diễn giải vậy đi, thì bạn sẽ không có a vegetable ha, mà vegetables, rồi fruit, không có fruits, thêm s vô là sai nha. Rồi tiếp tục câu số 5. David decided to stay chấm 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 because he didn't want to go in the town. David thì quyết định ở đâu? Bởi vì anh ấy không có muốn đi vào trong thị xã. David quyết định. Rồi vậy mình thấy hồi nãy mình đọc ở trong bài các bạn, thì David quyết định ở nhà với gì? Với Cathy, nó nằm ngay chỗ này. Ok, I didn't want to go, I stay with Cathy, ngay chỗ này ha. Đây là câu số 5. Vậy mình lấy cái chữ mà stay with Cathy, người ta cho sẵn chữ stay rồi. Ok, thì mình chỉ cần điền chữ with Cathy thôi ha. Còn các bạn điền chữ stay home thì xét về nghĩa cũng được. Nhưng mà tại nó không có nói ở trong bài thôi. Có nhiều bạn ngay chỗ này suy đoán ra ghi là stay home. Ok. Rồi, tiếp tục. Câu số 6. When Cathy woke up, she said. Khi mà Cathy thức dậy thì cô ấy nói cái gì đó mà nó nằm ở trong cái dấu nháy đôi nè, các bạn thấy không? Vậy thì khi mà mẹ đi á, thì 5 phút sau Cathy thức và đầu tiên là cô ấy hét lên: David, play with Cathy. Ok, ngay chỗ này nè, play with Cathy ha. Vậy mình sẽ điền chữ play with Cathy này vô câu số 6 nè, thấy không? Rồi, ok. Qua bên đây mình điền là David play with Cathy. Rồi. Tiếp tục câu số 7. The job that David chose made him feel chấm chấm chấm. Cái công việc mà David đã lựa chọn thì làm cho anh ấy sao các bạn? Mệt mỏi ha. Anh ấy đã chọn sai việc rồi. Nó nằm ở cái dòng cuối khi mà mẹ về nè. Khi when he mom came home, he says I've been very busy and I'm very tired now. Con rất là bận bịu và con mệt mỏi bây giờ. Cho nên công việc mà anh ấy chọn thì nó rất là tired. Ok, con đã chọn sai việc rồi mẹ ơi. Đáng lẽ con đi mua thuốc với lại mua rau củ cho mẹ thì nó dễ dàng hơn ha. Rồi ok, thầy đọc lại lần nữa cho các bạn dò lại. It was Saturday morning and David's mother had lots of work to do. David's baby sister Cathy were only 2 and a half and David's father, who was a fireman, always worked at the fire station until midnight. David was 14. He liked reading books about animals, reading magazines about computer, and watching football on the television. At 11 o'clock, he was lying on the sofa in the living room when his mother came in. I want to get some medicine from the chemist and some fruit and vegetables from the supermarket. Cathy is sleeping, so I can't take her with me. You can stay here with her or go to the shop for me. Which job you want to do? It was a hot day and David didn't want to go out. I stay with Cathy, he said. That will be easier. David's mother left, but Cathy only slept for 5 more minutes and then she woke up. David, play with me, she shouted. David gave her some toys, then read her a story. Then he found some paints for her and she painted a picture. After that, he had to tidy Cathy's room. When his mother came home, he said, I've been very busy. I'm very tired now. I chose the wrong job, mom. Okay, that's the end of part 5. Xong ha. Mình xong part 5 ha. Rồi ok, mình qua part 6, 10 questions. Read the text, choose the right word and write them on the line. Mình học về whales, cowboy. Rồi, whales are sea animals that look like very big fish. Cá voi thì là một cái động vật biển mà nó trông giống như một con cá rất là bự. But whales are different from fish because their babies stay with their mother and drinks their mother milks chấm 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 a years or more. Như vậy là mình đọc trước ha. Nhưng mà có cá voi á, thì nó khác những cái con cá khác bởi vì con của họ, con á, thì ở với mẹ và uống sữa mẹ. Rồi mình có một cái khoảng trống, một cái khoảng thời gian là a years, một năm hoặc là hơn. Thì ngay chỗ này mình chưa cần đọc, mình thấy một khoảng thời gian là mình biết được nó có thể là giới từ for ha. Thì mình qua đây mình coi. Since là kể từ khi, thì kể từ khi thì nó phải đi với thì hiện tại hoàn thành. Of year thì không được, như vậy đúng như mình dự đoán nó sẽ là giới từ for ha các bạn.
for years, tức là trong hàng năm trời hoặc là hơn. Cái con cá voi con á, nó ở với mẹ nè, rồi nó uống sữa mẹ, nó bú sữa mẹ trong hàng năm trời hoặc hơn. Whales are also different from fish because they to swim up to the top of water take air in every 30 or 40 minutes. Whale, cá voi thì nó cũng khác những con cá khác bởi vì chúng, ở đây có chủ ngữ là they, và mình có một cái giới từ to. Ở đằng sau đó mình có động từ nguyên mẫu swim. Vậy mình biết liền ngay chỗ này đó là have to hoặc had to thôi. Mà nãy giờ cái mạch truyện của mình đang là hiện tại nè. Whales are. Vậy ngay chỗ này thầy suy đoán nó sẽ là have to, là phải đó. Rồi mình qua đây coi phải không. Số chủ ngữ số nhiều, loại cái thằng has này. Rồi loại thằng has. Has đi với chủ ngữ số ít. Còn lại have, còn quá khứ là had thì mình đang mạch truyện hiện tại cho nên mình chọn số 2 này là have. Rồi, tiếp tục tức là cá chúng thì phải gì đây? Bơi lên mặt nước. Ở đây mình có to take là take là động từ nguyên mẫu. Vậy ngay chỗ này để làm cái việc gì đó là to ha. To take air để lấy không khí cứ 30 đến 40 phút. Rồi, ở đây câu này rất là hay, nhiều bạn cũng lại sai. Có hai loại cá voi. Thì bạn sẽ dùng cấu trúc chủ ngữ giả là de ngay chỗ này. Còn nhiều bạn dùng de á, thì thầy cứ nhắc đi nhắc lại cho các bạn là nếu mà các bạn chọn đại từ de thì các bạn phải ngay lập tức xem là chữ de này nè, nó thế cho cái gì đó. Tại vì de thì nó phải thế cho một cái gì ở phía trước ha, thì nó mới đúng. Còn nếu không mình không khổng không không mình nói là chúng nó thì là hai loại là chặt rồi. Như vậy mình sẽ phải xài cấu trúc chủ ngữ giả chả liên quan tới ai. Có hai loại cá voi khác nhau. Whales with teeth and whales without teeth. Cá voi có răng và cá voi không có răng. One kind of whales that have teeth is the blue whale. Rồi, ở đây một cái loại cá voi đát này thế cho cái con vật cá voi phía trước này ha. Phía sau này nó có has là có động từ rồi. Chợ động từ như vậy mình động từ chứ không phải chợ động từ, mà động từ này là động từ nguyên mẫu luôn. Vậy ngay chỗ này phủ định mình chỉ chọn được chợ động từ dozen bởi vì chủ ngữ số ít nè. One kind of whale, một loại cá voi đá dozen. Còn nếu mà nhiều bạn dùng don ngay chỗ này nó sẽ bị sai. Nếu mà many kinds of whales thì là dùng don thì được. Dozen have teeth is the blue whale. But whales are the. Ngay đây mình có the. Vậy ngay chỗ này nó chắc chắn là một so sánh nhất rồi. The gì? The bigger. Sai, bigger là bigger than ha. The biggest. Ok. The biggest animal in the world. But they only eat very small sea animal. Nhưng mà chúng nó lại chỉ ăn những cái con vật biển, sinh vật biển mà rất là nhỏ thôi ha. Ok, mình điền chỗ này trước. These chấm 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 a chấm 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 real. Vậy ngay chỗ này bạn thấy cái tên riêng nó nằm trong dấu nháy đòi nháy nương. Ở đây mình có to be sẵn rồi, vậy mình nhớ là cấu trúc được gọi là thì nó là to be called. Rồi mình qua đây coi số 7 phải vậy không, call nè. Còn nhiều bạn điền call liên chúng đó gọi thì là chủ động ha. Gọi này thí dụ như thằng A gọi điện thoại cho thằng B thì mới dùng calling. Còn chúng nó bị gọi được gọi là called. Cái này là passive 11 lớn các bạn sẽ học. Bây giờ các bạn học thuộc lòng cấu trúc đó. Dolphin are a kind of whales with teeth. Cá heo á, thì nó cũng là một loại cá voi mà có răng. They eat fish and live in family groups. Chúng nó thì ăn cá và sống ở trong nhóm gia đình. Cái này mình có một cái cụm danh từ. Thì các bạn lấy cái danh từ chính này mình dựa trước ha. Còn cái danh từ phụ này bổ nghĩa. Vậy mình dịch đây là nhóm, nhóm gia đình. Chứ mình đừng dịch là gia đình nhóm nó không ra ha. They learn quickly and people swim with dolphin never them because they are very clever, friendly and beautiful. Chúng nó có thể học rất là nhanh. Và người mà swim with dolphin thì ở đây mình có động từ gì đó các bạn, động từ nguyên mẫu ha. Vậy thì ở đằng trước này nè, mình coi coi nó là cho mình cái gì. Người ta cho mình, ôi dễ quá, which, who và when, ưu thế cho người. Vậy ngay lập tức mình điền vô ở đằng trước là people nè, đó là người. Vậy thì mình điền ngay chỗ này đại từ là who, để nó thế cho người.
Tức là chúng nó thì học rất là nhanh ha. À, và người ta nào, có nhiều người ta lắm, người ta mới giải thích cái người mà bơi với cá heo á thì never chấm 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 đầm. Vậy mình coi cái câu số 9 này cho gì? À, forget và forgotten. Tức là ở đây là quên, forgotten. Vậy thì never gì? Never forget. Tại mạch truyện của mình đang là hiện tại nè, động từ swim hiện tại luôn. Vậy ngay chỗ này mình điền vô là động từ hiện tại ha. Because, bởi vì sao? Chúng nó rất là thông minh, thân thiện và xinh đẹp. Whales have strange song which they whistle or sing under the water. Cá voi á thì nó có những cái bài hát rất là kỳ lạ mà chúng nó ha, whistle là huýt sáo ha, hoặc là sing là hát ở dưới nước. These songs are very loud, những cái bài hát này rất là ầm ĩ. The whale is noisier, tới đây khỏi cần nhìn luôn, biết so sánh hơn. Noisier than on other animal. Cái con cá voi thì nó ầm ĩ hơn, nó ồn ào hơn tất cả những cái con động vật khác. Rồi ok, xong ha, mình qua mình nghe Ruby hoặc là Sophia đọc lại, rồi các bạn dò các bạn đọc lại ở nhà tập đọc ha. Flyer 5, take 2, part 6, whales. Whales are sea animals that look like very big fish, but whales are different from fish because their babies stay with their mother and drink their mother's milk for a year or more. Whales are also different from fish because they have to swim up to the top of the water to take air in every 30 or 40 minutes. There are two different kinds of whales, whales with teeth and whales without teeth. One kind of whale that doesn't have teeth is the blue whale. Blue whales are the biggest animal in the world, but they only eat very small sea animals. These are called krill. Dolphins are a kind of whale with teeth. They eat fish and live in family groups. They learn quickly, and people who swim with dolphins never forget them because they are very clever, friendly, and beautiful. Whales have strange song with which they whistle or sing under the water. These songs are very loud. The whale is noisier than all other animals. Okay, very good, Ruby. Thank you. Flyer 5, take 2, part 6, whales. Whales are sea animals that look like very big fish, but whales are different from fish because their babies stay with their mother and drink their mother's milk for a year or more. Whales are also different from fish because they have to swim up to the top of the water to take air in every 30 or 40 minutes. There are two different kinds of whales, whales with teeth and whales without teeth. One kind of whale that doesn't have teeth is the blue whale. Blue whales are the biggest animal in the world, but they only eat very small sea animals. These are called krill. Dolphins are a kind of whale with teeth. They eat fish and live in family groups. They learn quickly, and people who swim with dolphins never forget them because they are very clever, friendly, and beautiful. Whales have strange song with which they whistle or sing under the water. These songs are very loud. The whale is noisier than all other animals. Okay, very good, Ruby. Thank you. Rồi cái mình qua part 7, 5 questions, read the diary and try the missing word. Write one word on each line. Đọc cái nhật ký và viết cái từ còn thiếu. Nhớ là mỗi một cái ô trống là mình chỉ viết có một từ, one word thôi ha các bạn. À, bạn nào mà viết hai ba từ là sai nha. Ok, rồi sau khi mà làm xong thì các bạn nhớ khi mà thầy sửa các bạn về chép lại. Cái này là một cái dạng giống như bức thư hoặc là kể lại câu chuyện rất là tốt cho mình sau này để mình phục vụ cho phần writing của mình. Đặc biệt tới giờ là mình đang học flyer mà một số bạn không biết điền thứ ngày tháng nữa là mệt mỏi lắm nha. Lưu ý mấy cái chỗ này, Saturday là thứ bảy, December tháng 12, 29. Ok, cái cách điền ngày tháng ha. Rồi, I had a great time in the snow today with my friend. Tôi đã có một cái thời gian rất là tuyệt ở trong tuyết ngày hôm nay với bạn bè, tức là chơi với tuyết. We took our sledges to the chấm 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 up the hill and raced them down to the bottom. Ok, chữ này mình đọc theo âm Mỹ là bottom, âm Anh là bottom.
Rồi, ở đây mình có race dumb down, tức là đua mấy cái xe trượt tuyết xuống, xuống dưới cái đáy của cái gì, cái đồi. Thì như vậy mình phải kéo cái xe trượt tuyết lên cái gì các bạn, lên đỉnh đồi ha. Mình đọc nguyên hết một câu, mình ngừng lại từ dấu chấm tới dấu chấm nè. Một câu thì nó sẽ bắt đầu từ sau dấu chấm và nó kết thúc ở trước dấu chấm như thế này. Thì một cái câu này nó chứa cái nội dung ngay chỗ này mình chưa biết điện gì, nhưng mà các bạn đọc khúc sau bạn sẽ suy ra khúc trước cho nó hợp nghĩa. Chúng tôi đem cái xe trượt tuyết lên gì, lên đỉnh đồi và rồi mới trượt đua xuống dưới đồi được chứ ha. Rồi after a few hours it was too dangerous go up there because the snow on the hill were like ice. Rồi sau một vài giờ thì rất là nguy hiểm. Ở đây mình có một cái cấu trúc rất là hay ha các bạn. Ở đây là một cái cấu trúc là chủ ngữ giả nè. It were hoặc là it cộng với to be ha, cộng với một cái tính từ. Ở đây mình có động từ nguyên mẫu để làm cái việc gì đó. Thì như vậy it cộng với to be cộng với adjective to do something, thì bạn sẽ dịch là cái HST gì đó để làm việc gì đó. Ví dụ ngay chỗ này mình sẽ dịch là sau vài giờ thì rất là nguy hiểm để đi lên trên đó. Bởi vì sao? Tuyết bây giờ ở trên đỉnh đồi thì nó giống như băng vậy, giống như nước đá vậy đó. But it will snow again tonight. Nhưng mà, rồi cái chữ it này cũng hay nữa. Mình không có dịch nó thì đổ tuyết lại tối nay. Dịch vậy nó không ra. Mà tiếng Việt mình sẽ dịch chữ it này là chữ trời hết các bạn. Ok, thì ví dụ như trời nóng, it hot. Thì như vậy cái chữ này mình sẽ dịch trời thì nó mới hay. Trời sẽ đổ tuyết lại tối nay. Rồi, mom says, mẹ nói. So we are chấm 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 to do it again tomorrow. Rồi, chúng tôi ở đây lại tiếp tục có một cái cấu trúc là thì tương lai gần ha. To be, ở đây có to do something. Vậy thì to be gì các bạn? To be going to ha. Chúng tôi sẽ trượt tuyết, tức là sẽ chơi lại vào ngày mai. Rồi cái chỗ ngay chỗ vị trí số này nè, ngay nó không có số. Số này là số 3. Nhiều số 3, số 4 chứ sorry, số 4 nhiều bạn biết điện gì hết. Thì this gì đó mà when I came home for my dinner, my figures chấm 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 blue. Ở chỗ này my figure bạn giải quyết từ từ khúc sau trước ha. My finger là chủ ngữ. Blue là màu xanh. Vậy câu chuyện của mình nãy giờ đều diễn ra ở quá khứ hết. Mà blue là tính từ ha. Như vậy my finger were blue. So I got some warmer clothes for tomorrow. Vì vậy ngày mai á là tôi sẽ mang cái bao tay nó ấm hơn ha. Rồi như vậy sau khi nãy giờ chơi bạn để ý nè. Chơi từ hồi nãy tới giờ rồi thì when I came home for my dinner. Vậy thì this gì? This afternoon ha. Là buổi chiều khoảng xế xế trước 6 giờ chiều thì mình sẽ dùng là afternoon, tức là buổi chiều hôm đó khi tôi về nhà để ăn tối. Hoặc bạn nào không dùng chữ afternoon, bạn dùng chữ evening cũng được. This evening, ok, evening. Rồi, chứ đừng dùng this morning là được rồi. Morning thì không có ăn dinner ha. Rồi, như vậy các bạn sẽ dùng hai chữ ngay chỗ này. This evening, when I came home for my dinner, my finger were blue, so I got some warmer clothes for tomorrow. Rồi, thầy đọc lại lần nữa cho các bạn ha. I had a great time in the snow today with my friends. We took our ledges to the top of the hill and traced them down to the bottom. After a few hours, it was too dangerous to go up there because the snow on the hill were like ice. But it will snow again tomorrow, Mom said. So we are going to do it again tomorrow. This afternoon, when I came home for my dinner, my finger were blue, so I got some warmer clothes for tomorrow. Ok, rồi, mình xong part 7, cũng là xong cái tattoo của cuốn Flyer 5 ha các bạn.